Ngọc Trinh bị bắt, cái giá phải trả cho sự ngông cuồng. Phát ngôn gây sốc, ăn mặc hở da thịt phản cảm là những gì gắn liền với tên tuổi của Ngọc Trinh, duy trì sự tai tiếng trong showbiz Việt. Người mẫu trở thành tâm điểm dư luận khi vừa bị bắt giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Thị phi bủa vây Ngọc Trinh, hot vì khoe thân, phát ngôn gây sốc. Người mẫu Ngọc Trinh gắn liền với những ồn ào thị phi trong showbiz Việt. Thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Lâu nay, người mẫu dùng chiêu trò hình ảnh hở da thịt gây sốc để thu hút sự chú ý. Ngọc Trinh từng khoe những bức ảnh cắm trại, sang chảnh, lấp lửng chuyện mua 11 hecta tại thành phố Bảo Lộc để xây dựng homestay. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh. Theo đó, hồ sơ đất ở xã Đại Lào không có chủ đất nào có tên Trần Thị Ngọc Trinh. Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có chuyện Ngọc Trinh mua đất như mạng xã hội lan truyền. Ủy ban nhân dân xã Đại Lào đã có báo cáo và đề xuất xử lý sai phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời, cơ quan chức năng nói đây chỉ là chiêu trò để thổi giá đất, lôi kéo người từ địa phương khác tới mua. Với danh xưng nữ hoàng nội y bởi hình ảnh khoe thân lố lăng, Ngọc Trinh từng khiến truyền thông nước ngoài ngao ngán vì hở bạo. Trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes lần thứ 72, theo lời mời của nhà tài trợ sự kiện, Ngọc Trinh mặc như không mặc khi diện váy hở lưng, eo và vòng ba, có chất liệu xuyên thấu, hai tà xẻ cao quá hông. Hình ảnh phản cảm này gây mất điểm trên truyền thông nước ngoài. Ngọc Trinh nhận chỉ trích dữ dội từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Trên nhiều trang nước ngoài, không ai rõ vị khách vô danh trên thảm đỏ này là ai. Nhưng rõ ràng, Ngọc Trinh đã đạt được sự chú ý dù theo chiều hướng tiêu cực. Những năm đầu bước chân vào giới giải trí, người mẫu đăng quang cuộc thi nhan sắc tổ chức ở Mỹ. Sau đó hàng loạt bức hình khỏa thân của cô được tung lên mạng Internet. Ngọc Trinh phủ nhận nhưng những đối chiếu về nốt ruồi trên cơ thể cô trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Sự phản cảm của Ngọc Trinh không chỉ tới từ hình ảnh hoạt động showbiz mà còn nhiều lần tạo ra những phát ngôn gây sốc. Hầu hết tranh cãi của người mẫu đều liên quan tới tình, tiền. Cách đây vài năm, người mẫu tự tin với phát ngôn, cái gì cũng có hai mặt, tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à. Tôi không ngại khi bị nói là ăn bám tiền đại gia. Tính tôi là vậy. Nếu người ta nói đúng tôi thừa nhận. Kể cả việc là người thứ ba, tôi cũng lên tiếng xác nhận đấy thôi. Tôi ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền. Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền. Sự ngông cuồng thách thức của Ngọc Trinh. Sử dụng các nền tảng mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, Ngọc Trinh đăng tải lan truyền những clip biểu diễn xe mô tô phân khối lớn, có nhiều động tác nguy hiểm như nằm dạp người, đứng lên yên xe, vừa điều khiển vừa thả hai tay. Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ clip nhập viện vì ngã xe khi điều khiển xe mô tô. Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì những động tác nguy hiểm trên mô tô và không có giấy phép lái xe, Ngọc Trinh không xóa clip mà tiếp tục thông báo gây phẫn nộ. Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô. Người mẫu khẳng định cô để lại clip để cảnh cáo mọi người và không thách thức, nhưng những việc làm của cô đi ngược lại những lời nói. Hoạt động showbiz khá lâu, Ngọc Trinh làm mẫu, đi show, thậm chí đóng phim nhưng không thể nào che lấp đi được sự phản cảm của mình. Tác phẩm phim gần đây của cô, Chị Em 2, hình tượng Ngọc Trinh để lại trong tâm trí người xem cũng là những phút khoe thân. Nói về việc để phòng một của nhân vật Ba Trà bị lộ dưới lớp áo mỏng tanh, Ngọc Trinh cho hay, bản thân tôi là nữ hoàng nội y nhiều năm, mỗi năm đều thực hiện một hay hai bộ ảnh nude. Tôi yêu cơ thể mình nên sẽ chụp ảnh nude tới khi nào mình cảm thấy đôi phần nhan sắc giảm đi. Chính vì thế, việc xuất hiện chiếc ống kính không nội y hay cảnh mọi người cho là hở như trong Chị Em 2, với Ngọc Trinh, đó không phải là cảnh nóng. Lướt trên nền tảng mạng xã hội của mẫu nữ này, cô thoải mái đăng tải những tấm ảnh táo bạo, đôi khi không mảnh vải che thân. Việc tạo quan điểm sống, lối sống lệch lạc của Ngọc Trinh khiến dư luận không ít lần bức xúc, có thể tạo ra hệ lụy tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của giới trẻ. Hầu hết khán giả đều có sự đồng tình với sự kịp thời và cách thức xử lý của cơ quan chức năng với trường hợp của Ngọc Trinh. Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, rất ủng hộ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra. Quyết định đúng đắn, không thể để các tấm gương xấu cho giới trẻ thể hiện thích làm gì thì làm như vậy được. Trả cái dại nào như cái dại này. Càng người nổi tiếng càng phải tuân thủ pháp luật và kín kẽ đời tư cũng như tài sản. Người có tầm ảnh hưởng với giới trẻ mà đưa những video như vậy lên mạng, khác nào cổ suý cho cái xấu, bắt là đúng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng Ngọc Trinh lại không hiểu điều đó, cư dân mạng bình luận. Thưa quý vị, câu chuyện về nước sinh hoạt tại khu đô thị Thanh Hà hiện vẫn chưa hết nóng. Trong ngày hôm qua, ngày 19 tháng 10, người dân tại đây rất bức xúc phản ánh về việc nhiều cơ quan báo chí đưa thông tin người dân khu đô thị Thanh Hà vỡ òa khi có nước sạch sinh hoạt hay khu đô thị Thanh Hà được cấp 5.000 mét khối nước sinh hoạt.
Tuy nhiên, việc nỗ lực cấp nước sinh hoạt trở lại của các cơ quan chức năng bằng các nguồn khác cho cư dân tại đây vẫn đang dừng lại ở mức chỉ có thể cấp cho mỗi tòa nhà từ 1 đến 2 tiếng để có nước tạm thời và tích trữ. Tình hình thực tế thì người dân tại đây vẫn đang thiếu nước sinh hoạt và vẫn phải xếp hàng đi xin nước tại các xe nước được các mạnh thường quân tặng. Đây là những hình ảnh ghi nhận thực tế tại khu vực tòa nhà HH02E, khu đô thị Thanh Hà vào 20 giờ ngày 19 tháng 10. Người dân vẫn xếp hàng để xin nước tại xe nước sạch được các mạnh thường quân tặng cho người dân. Đã cơ cực vì mất nước, nhưng người dân nơi đây còn bức xúc trước những thông tin không chính xác về thực tế tình hình nước sinh hoạt tại đây. Chúng tôi không hiểu sao mà ngày 18 và ngày 19 thì lại có một số báo đài lại nói là khu Thanh Hà của chúng tôi đã được cấp nước trở lại, lại còn nói là dân rất là hân hoan. Thì thực ra là dân chúng tôi hân hoan khi chúng tôi nhận được những cái xe bồn nước cứu trợ, chứ không phải là dân chúng tôi đã có nước ở trên căn hộ để sinh hoạt. Nên là hiện tại từ sáng đến giờ luôn là cư dân chúng tôi không hề có một giọt nước sinh hoạt nào cả. Cả coi như theo cái thông báo của coi như là tổ dân phố, coi như là cho coi như là toàn bộ cư dân, coi như là của coi như là tòa HH02E, tòa HH02D đây, coi như là hiện tại coi như là 16 giờ đã cấp nước cho cư dân, coi như là để cư dân dùng, nhưng mà hiện tại đến bây giờ là 20 giờ rồi mà coi như là toàn bộ cư dân coi như vẫn chưa được nước dùng, mà coi như toàn bộ cư dân vẫn phải đang đi coi như là mua nước để dùng coi như hiện tại trực tiếp bây giờ. Ghi nhận tại tòa nhà HH03E cùng thời điểm, tình hình cấp nước tại đây cũng không khá hơn. Người dân vẫn đang sinh hoạt cầm cự bằng số nước tích trữ ít ỏi cho những sinh hoạt thiết yếu nhất. Cấp nước được một chút, cấp nước rất được một chút thôi, từ chưa đến một tiếng đồng hồ. Chưa đến một tiếng đồng hồ thì bây giờ đã cư dân đã thông báo đã mất nước rồi. Đó, vậy trong thời gian chưa đến một tiếng đó thì cư dân chúng tôi rất là khó để vấn đề sinh hoạt. Bây giờ cư dân bắt đầu đi làm về thì tắm chắn cơm nước giả dụ có người vừa sang báo đang tắm giả, các cháu cũng đang tắm giả đều mất nước cả. Vấn đề này là không phải hôm nay như vậy mà thời gian gần đây, mấy ngày hôm nay cũng vậy, hôm qua thậm chí còn được hơn 30 phút rồi đang mất nước rồi. Vâng, hiện tại bây giờ là 22 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10 năm 2023. Tính đến 23 giờ ngày 19 tháng 10, rất nhiều người dân tại đây vẫn trong cảnh xếp hàng chờ xin nước. 6 giờ 5, 6 giờ 7 giờ quá nước. Thì mình nghĩ là chắc là có nhiều thì cứ thoải mái bình tĩnh thôi. Thì tầm khoảng 7 rưỡi hay là 8 giờ hay 9 giờ ấy, mình về thì bật máy giặt thì không có nước. Sao lại không có nước thì mình hỏi vào trong cái nhóm cư dân, vì bọn mình có nhóm cư dân cộng đồng rất là nhiều, mình hỏi thì dân nó bảo tất cả các tòa đều mất nước rồi, nó chỉ có 1-2 tiếng thôi. Thì lúc đó thật mình chưa kịp giặt quần áo, mình nghĩ là có nhiều rồi, thì mình giặt quần áo đấy, thực tế đấy mình chả tiêu dệt. Bên cạnh đó, người dân cũng vô cùng lo lắng khi nguồn nước được cấp ít ỏi tại một số hộ dân lại có màu lạ như thế này. Người dân nơi đây đang rất mong chờ có đủ nước sạch trở lại để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nguồn nước cấp cho họ cần là nguồn nước đạt tiêu chuẩn để người dân tại đây không còn hoang mang. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nhiều hecta hành tím ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sắp cho thu hoạch bị ngập trong nước. Người trồng hành trên đảo đứng ngồi không yên khi mưa lớn tiếp tục kéo dài. Hơn 150 hecta hành tím mùa vụ thu đông đứng trước nguy cơ giảm năng suất. Ruộng hành của ông Hòa ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày thu hoạch. Trồng 3 sào hành vụ mùa thu đông nhưng chỉ kịp thu hoạch 2 sào chạy úng. Sào hành còn lại trồng muộn nên ông Hòa nán thêm vài ngày nữa thu hoạch để đạt năng suất cao nhất thì gặp mưa lớn. Nếu thời tiết ổn định, chừng 5 ngày nữa là sào hành còn lại của ông Hòa có thể thu hoạch tiêu thụ với giá 40.000 đồng 1 kg, cũng lãi tầm 10 triệu đồng. Mưa lớn mấy ngày qua khiến ruộng hành gia đình ông Hòa thoát nước không kịp, hành ngập sâu trong nước, gia đình ông Hòa đành phải thu hoạch hành trong tiếc nuối. Mưa gió đây thì cái sào hành này gọi là thiệt hại coi như mất trắng luôn, 100%. Phải nói xác định là nó là mất trắng. Chứ còn cái này là mình gọi là mình cái cua đổ hốc thôi. Mình nói mình không mưa á, là mình cái 5 ngày nữa mình nhổ. Mà do là nó mưa, lục lậu là mình phải nhổ.
cái thăm nhau là đấy nó bổ. Cánh đồng ruộng thôn Đông An Vĩnh và cánh đồng gốc 6 thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn là 206 cánh đồng chịu ảnh hưởng nặng nhất của các trận mưa lớn trong những ngày vừa qua. Bởi các cánh đồng này nằm ở vị trí trũng thấp, sát chân núi, khi mưa lớn kéo dài, không thoát nước kịp ra biển. Theo thống kê, có khoảng 10 hectare hành tím tại hai cánh đồng này sắp cho thu hoạch bị ngập trong nước. Hành sẽ thối nhũn trong vài ngày tới, nghĩa là không còn cơ hội phục hồi. Rồi rưỡi này mà như không mưa là coi như được một tấn hành là buông là cũng được 40 triệu á. Nhưng mà giờ cái lùng này được 10 triệu, chắc gì được 10 triệu đó. Ờ, chứ nhấu non nữa rồi cái dài vậy buông có được đảo mà tranh thú nhấu chứ đẩy mùi mốc là nó ung lùng khó nhú lùng mắt tráng lùng không được từng nước từng thằng gì hết. Vụ hành mùa thu đông năm nay, nông dân đảo Lý Sơn xuống giống gieo trồng 200 hectare diện tích, trung bình mỗi sào hành nông dân đầu tư từ 15 đến 20 triệu đồng. Đã có gần 50 hectare hành trồng sớm được bà con nông dân thu hoạch chạy úm từ vài ngày trước. Hơn 150 hectare hành trong giai đoạn phát triển củ đang chịu ảnh hưởng mưa lớn.